thưa quý vị, tốt nghiệp xuất sắc Đại học Thanh nhạc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh với 20 năm hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp, theo đuổi dòng nhạc truyền thống cách mạng. Giải ba tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 1998, giải siêu cúp tiếng hát phát thanh Thành phố Hồ Chí Minh và giải khuyến khích tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 1999. Những bước ngoặt đó đã giúp anh tạo nên những dấu ấn rất riêng qua các album như Tổ quốc gọi tên mình, Việt Nam quê hương tôi. Chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị một giọng nam cao đầy nội lực, được xem là một trong những giọng ca kế thừa của những nghệ sĩ gạo cội quốc hương Trung Kiên, Quang Thọ, Trần Hiếu, một người con của quê hương Bình Thuận và đã định danh ở Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị ca sĩ Huỳnh Lợi. Xin phép cảm ơn MC rất nhiều. Cảm ơn quý vị đã ngồi đến giờ này để thưởng thức tác phẩm của anh Lộc. Chúc quý vị có nhiều sức khỏe và gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ, anh Lợi ơi, anh có thể chia sẻ cái cơ duyên nào mà để anh nhận lời tham gia của chương trình anh Lộc trong buổi tối nay không? Thưa quý vị, là Quỳnh Lợi được mời rất là trễ. Thì lúc đầu anh Lộc định làm ấm cúng cho gia đình thôi, rồi sau đó hình như là bạn bè xúi hay sao đó, anh mới tổ chức ở đây. Và anh mới nói nếu mà làm đây rộng quá thì thôi mời thêm anh em nghệ sĩ nữa, những người mà đã đóng góp với tiếng hát của mình cho tác phẩm của anh đấy á. Thì anh nhắn tin Facebook thôi, chứ anh cũng không có gọi điện thoại. Quỳnh Lợi trả lời về liền luôn, tự thì cũng rảnh mà, thôi rồi tại vì hát cho vui. Để mà nhắn tin Facebook mà nhận lời liền luôn thì chắc chắn là anh với anh Lộc cũng phải thân và thương nhau lắm đúng không ạ? Chứ còn nếu như thương nhau thôi, chứ không thương nhau. Dạ không thương không? Không thương gì hết à? Tại vì thế này nè, quý thì có chứ không có thương. Dạ, có thương không anh Lộc? Anh Lộc ơi, có thương không? Anh nói có. Nhưng mà có cái ý thế này nè. Dạ. Thực sự là đã vào hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà cứ cảm thấy rảnh rỗi là chạy về nhà chơi. Thú thật quý vị là Quỳnh Lợi sắp xếp được thời gian là chạy về chơi thôi. Tại vì mình cũng sống từ nhỏ đến lớn, đến hai mấy tuổi mới đi Sài Gòn. Thành ra là quê hương là nói chung là nó gắn bó mình quá rồi. Rồi gặp anh chị em văn nghệ sĩ, những người trẻ của mình, những người đi trước á, họ quá thân thương luôn. Thành ra là không thể nào mà quên quê mình được. Chính cái tình thương đó mà Quỳnh Lợi khi mà tiếp nhận các ca khúc của anh Lộc á, thí dụ như bài mà Quỳnh Lợi sắp hát đây, thì bây giờ Quỳnh Lợi hát, Quỳnh Lợi sẽ thay cho cái lời muốn nói của mình gửi gắm nhờ ca khúc để nói lên tình cảm của mình đối với quê hương cũng như đối với anh chị em văn nghệ sĩ và những khán giả đã từng theo dõi Quỳnh Lợi từ năm 1998 đến bây giờ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với giọng ca của ca sĩ Huỳnh Lợi. Một cái bài thưởng thức tác phẩm của anh Vĩnh Lộc, Phan Thiết Tôi Yêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đời buồn vui bám biển. Nhìn sao khuya về phía ông hoàng. Tôi muốn nói với em về một thành phố biển xanh, nơi gió cát xôn xao ngọt ngào hương trong nắng mới. Chiều mũi né nhuộm muôn sắc màu, đêm phố hai lấp lo trang mơ. Chủ ai quy ấy. Em cảm ơn chị rất nhiều nha. Quý quá. Tôi muốn nói với em về một thành phố biển xanh, gió cát xôn xao ngọt ngào hương trong nắng mới. Chiều mũi né nhuộm muôn sắc màu, đưa vào bờ lấp lo trăng khuya. Hôm sau giữa trời thời trai gái xôn xao, đây bác thi ớt quê tôi xưa nhớ mãi không thôi. Trong bao đời buồn vui bám biển, muốn nói với em về một thành phố biển xanh, nơi gió cát xôn xao ngọt ngào hương trong nắng mới. Chiều mũi né nhuộm muôn sắc màu, đêm phố hai lấp lo trăng. Chắc tôi lại nói một câu về bài hát này. Thật sự là khi mà cầm ca khúc thì có một cái đoạn là cha ông buồn vui bám biển, tìm sao khuya về phía ông hoàng. Và khi mà nghe anh Lộc giải thích xong thì thật sự là ở đây không phải là có cái gì cái giả, hoặc là trước mà anh Lộc cũng lại khen, tức là trong những cái tác phẩm âm nhạc mà tác giả đã đưa được cái văn hóa đời sống của con người quê hương mình vào trong tác phẩm là rất là khó. Mà tìm sao khuya về phía ông hoàng là tức là cái một cái tín hiệu của cái ngôi sao hôm đấy, mà khi người dân mình mà bám biển mà đi đánh cá đó, khi mà muốn trở về quê là cái nhìn cái sao hôm ở phía ông hoàng là biết đó là quê mình. Cái là nét văn hóa của những người lao động miền biển. Cảm ơn anh đã cho em một cái
biết về văn hóa của quê mình.